ngồi đây là cô dâu và nằm cắn là chú rể của ngày mai. Bạn bè vui quá vì sau bao năm cô đơn nay chú rể cũng đã tìm được người thương mình cả đời. Trong khoảnh khắc ấy, các bè bạn thân tình đã bế chú rể và tung lên để cảm ơn, nhưng lại quên không đỡ. Một pha tiếp đất dụng về bằng tay trái đeo nhẫn khiến chú rể nằm im vì bị gãy tay. Hai họ thống nhất bảo nỗ lực chịu đau ma dẫn dâu kết thúc rồi đưa đi mổ. Đấy bài học rút ra là bằng hữu đừng quý phái nhà gái chơi tối hôm trước nhé. Câu chuyện được chia sẻ trên mạng thôn hội. Đây là câu chuyện đang được chia sẻ trên mạng thôn hội. Theo đó, cô dâu ngồi ở ghế bệnh viện, nhìn chú rể đang nằm trên xe đẩy cấp cứu. Chưa rõ rệt câu chuyện thực hư thế nào nhưng đọc kết thúc ai cũng thấy buồn cho quan viên hai họ. Trong trường hợp này thì đúng là phải cố để làm lễ cho kết thúc thôi, cưới hỏi cận kề rồi. Ngày vui lớn nhất cuộc đời mà cô dâu chú rể gặp gỡ phải tai họa thế này, nghe cũng đáng thương quá đi mất. Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa phần đều cho rằng đây là bài học kinh hoàng nghiệm quá lớn trong ngày kết hôn. Đáng lẽ ra cả cô dâu chú rể cần đi đứng cẩn thận, không nhập cuộc trò mạo hiểm nào để lễ cưới diễn ra toàn diện hơn. Khổ quá nhưng sự đã rồi thì phải chịu thôi. Giờ cứ nỗ lực rước dâu kết thúc về dưỡng thương sao chứ biết làm thế nào. Đúng là cái dở hơi nhớ đời luôn đấy, một dân mạng.